Xin chào tất cả các học sinh. Thầy là Huỳnh Quang Phúc, đại diện cho nhóm Toán 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thực hiện tiết dạy trực tuyến ngày hôm nay. Thì trước khi vào nội dung bài mới thì chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức cũ. Thầy có bài tập sau đây. Thầy cho tia OX trên cùng nửa mặt phẳng bờ là OX, vẽ tia OY và OZ sao cho góc XOY bằng 60 độ và góc XOZ bằng 30 độ. Rồi, để thực hiện cái bài toán này thì mình phải vẽ hình. Đầu tiên mình phải vẽ được tia OX. Rồi, thầy vẽ tia OX. Rồi, sau khi thầy đã vẽ được tia OX thì mình bắt đầu vẽ góc XOY bằng 60 độ. Thì để vẽ được góc thì mình sử dụng thước đo độ, đúng không? Rồi, ta thử sử dụng đặt thước đo độ vào. Rồi, ta đo và ta vẽ được góc XOY bằng 60 độ. Rồi, sau khi thầy đã vẽ được góc XOY bằng 60 độ xong, tiếp tục thầy sẽ vẽ tiếp tục góc XOZ bằng 30 độ. Rồi, vậy là hình vẽ của mình đã hoàn tất. Thì nhìn vào hình vẽ này thì ta thấy được trên cùng nửa mặt phẳng bờ là OX. Góc XOZ bé hơn góc XOY, 30 độ bé hơn 60 độ, nên tia OZ nằm giữa hai tia OX và OY. Thì lúc này mình sẽ tính được cái góc IOZ, đúng không? Thì ở đây mình thấy nên tia OZ nằm giữa hai tia OX và OY. Thì lúc này mình sẽ có được công thức XOZ cộng cho ZOY bằng góc XOY. Rồi từ đó mình sẽ tính được góc IOZ sẽ bằng góc XOY trừ cho góc XOZ. Và mình thế số đo góc vào, mình tính được góc ZOY là bằng 30 độ. Thì ở đây mình quan sát lên hình vẽ, thì ở đây mình có một điều đặc biệt. Thì ở đây mình thấy được cái góc XOZ nó sẽ bằng với lại góc ZOY bằng 30 độ. Và một điều đặc biệt là tia OZ này nó nằm giữa hai tia OX và OY. Thì đây chính là khái niệm của nội dung bài học mới ngày hôm nay, đó là bài tia phân giác của một góc. Rồi chúng ta cùng vào bài mới, tia phân giác của một góc. Phần 1, tia phân giác của một góc là gì? Thì cũng với cái ví dụ ở trên, thì ta thấy được cái tia OZ này nó chính là tia phân giác của góc XOY. Đó là một cái khái niệm mới mà chúng ta sẽ tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Đó, thì tia OZ là tia phân giác của góc XOY khi nó thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tia OZ phải nằm giữa hai tia OX và OY. Điều kiện thứ hai là góc XOZ nó sẽ bằng với lại cái góc ZOY. Tức là cái tia OZ này nó chia cái góc XOY lớn thành hai góc nhỏ bằng nhau. Thì khi thỏa mãn hai điều kiện này thì lúc này ta gọi cái tia OZ của mình chính là tia phân giác của góc XOY. Rồi từ khái niệm ở trên thì ta có được cái phần định nghĩa tổng quát của tia phân giác của một góc. Rồi ta có tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. Rồi thầy nhắc lại, tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. Thì ở đây ta lưu ý là phải có đầy đủ hai điều kiện, đồng thời hai điều kiện thì lúc này mình mới kết luận đó là tia phân giác của một góc. Rồi, chúng ta sẽ ứng dụng cái tia phân giác của một góc, cái phần định nghĩa đó vào bài tập sau đây. Quan sát các hình vẽ sau, cho biết tia nào là tia phân giác của một góc trên hình. Rồi ở đây thầy có 4 hình đúng không? Thì các em cùng quan sát với thầy nè. Mình sẽ xem coi tia nào trong hình vẽ này là tia phân giác của một góc trong 4 hình vẽ. Rồi mình xét từng hình vẽ một. Thì hình vẽ thứ nhất thì ở đây mình thấy nó có thỏa mãn hai điều kiện không? Thì ở đây mình thấy nếu như tia OZ mà là tia phân giác của góc XOY thì bắt buộc nó phải thỏa mãn hai điều kiện, đúng không? Đầu tiên nó phải nằm giữa và nó chia cái góc đó làm hai góc nhỏ bằng nhau. Thì ở đây mình thấy hai góc này như thế nào? Hai góc XOZ và góc ZOY như thế nào? Không có bằng nhau nên nó không đủ điều kiện. Nên số 1 này, hình 1 này, cái tia OZ không phải là tia phân giác. Rồi sang
Hình số 2. Rồi, hình số 2 mình kiểm tra xem coi hai điều kiện. Rồi, tia OB nằm giữa hai tia OA và OC đúng chưa? Và cái tia OB này nó chia cái góc AOC làm hai góc nhỏ như thế nào? Bằng nhau là bằng 55 độ. Nên tia OB này chính là tia phân giác của góc AOC. Rồi, tới hình thứ ba. Hình thứ ba thì ở đây mình thấy cái góc MON đó là góc gì? Có ký hiệu góc vuông đúng không? Góc vuông thì có số đo bằng 90 độ. Rồi, đồng thời ở đây mình sẽ có được đề bài hình vẽ người ta cho là góc NOT bằng 45 độ, đúng không? Rồi, thì bây giờ mình xem coi cái tia OT này nằm giữa nè, là thỏa mãn một điều kiện rồi. Thì mình xem coi nó có thỏa mãn điều kiện còn lại hay không. Đó là nó chia cái góc MON làm hai góc nhỏ bằng nhau. Thì ở đây rất là dễ dàng mình tính được cái góc MOT này bằng 45 độ. Do là góc MON bằng 90 độ, do nó là góc vuông. Đồng thời góc NOT là 45 độ luôn. Thì mình trừ ra thì góc MOT này nó sẽ bằng 45 độ. Vậy mình kết luận được TOT chính là tia phân giác của góc MON. Rồi qua hình số 4. Rồi hình số 4 này nó có phải là tia phân giác không? Nó có hai nằm giữa hai tia OA và OB không? Rồi, mặc dù ở đây góc COA nó bằng với lại góc COB đúng chưa? Thì ở đây mình quan sát xem coi nó có phải là tia phân giác không? Rồi mình coi kết quả coi. Thì ở đây mình chỉ có hai hình, hình 2 và hình 3 là tia phân giác thôi. Thì cái hình số 4 này mình chưa kết luận được nó là tia phân giác, được chưa? Rồi, từ cái bài tập trên thì ta có được một cái kết luận. Đó là góc AOB bằng góc BOC bằng góc AOC chia 2. Thì cái này rất là dễ dàng đúng không? Tia phân giác của một góc, khi mình có được OB là tia phân giác của góc AOC thì lúc này mình kết luận được là góc AOB nó sẽ bằng góc BOC sẽ bằng góc AOC chia 2. Vậy sau này mình chỉ cần người ta cho góc AOC bằng bao nhiêu độ thì và dự kiện OB là tia phân giác thì lúc này mình chỉ cần chia đôi ra thì mình sẽ tính được hai cái góc nhỏ, được chưa? Rồi thì ở đây mình thấy mình sẽ có được cái nhận xét như bài giảng ha. Góc AOB bằng góc BOC bằng góc AOC chia 2 thì lúc này mình sẽ kết luận tương đương được là OB là tia phân giác của góc AOC. Rồi ta qua phần 2. Thì bây giờ mình vẽ cái tia phân giác của một góc như thế nào? Thì mình sẽ chú ý cái bài giảng thầy sẽ thực hiện ha. Rồi, thứ nhất là mình dùng thước đo góc. Rồi, thầy xét ví dụ sau đây. Vẽ tia phân giác OZ của góc XOY có số đo 64 độ. Rồi, bây giờ để vẽ tia phân giác OZ của góc XOY có số đo là 64 độ. Thì đầu tiên mình phải vẽ được góc XOY có số đo là 64 độ trước. Và mình phải tính được hai cái góc nhỏ là bằng bao nhiêu độ đúng chưa? Rồi, thầy tính hai góc nhỏ ra trước ha, theo cái công thức ở trên hồi nãy cái phần nhận xét ở trên á. Nếu như người ta cho tia phân giác thì mình chỉ cần lấy cái số đo góc lớn mình chia đôi ra thôi thì sẽ ra được hai số đo hai góc nhỏ. Rồi, thầy bắt đầu thầy thực hiện vẽ hình ha. Rồi thầy đặt thước. Đầu tiên thầy vẽ góc XOY bằng 64 độ trước. Sau đó thầy dùng thước đo độ tiếp tục thầy vẽ hai góc còn lại sao cho hai góc đó có số đo bằng 32 độ, tức là chia đôi góc lớn ra, chia đôi góc XOY làm hai đoạn, hai góc nhỏ có số đo bằng nhau. Rồi. Rồi, đó là cách để vẽ tia phân giác của một góc. Rồi sau khi mình vẽ tia phân giác thì nhớ lưu ý ở đây mình sẽ ký hiệu được hai góc nhỏ đó như thế nào bằng nhau.
Rồi cách thứ hai là mình sẽ vẽ tia phân giác bằng cách gấp giấy. Rồi các em chú ý phần hình vẽ sau đây. Thầy sẽ vẽ góc XOY lên giấy trong, tức là thầy có một cái tờ giấy, giấy tập ha, giấy trong bình thường, và lúc này thầy sẽ vẽ góc XOY bằng 64 độ trước. Rồi sau đó thầy thực hiện gấp giấy sao cho cạnh OX trùng với cạnh OY, được chưa? Rồi tiếp tục thầy cái nếp gấp vai giấy á, ta vị trí á, tại vị trí của tia phân giác á, thì lúc này chính là tia phân giác của góc đó luôn ha. Rồi thầy nhắc lại các bước. Rồi mình có một cái tờ giấy trong thì đầu tiên mình phải vẽ góc XOY lên giấy trong trước, có số đo bằng 64 độ trước, đúng chưa? Rồi sau đó ta thực hiện gấp giấy sao cho cái tia OY nó trùng với lại tia OX đó. Rồi đó gấp lại. Rồi sau đó ta thả tờ giấy ra lại thì thấy cái nếp gấp đúng không? Thì cái nếp gấp đó chính là khi ta lấy thước ta vẽ, chì ta vẽ thì đó chính là tia phân giác của góc XOY. Rồi. Ở đây các em có thể thực hiện cái việc này ở nhà được ha. Rồi, hãy vẽ tia phân giác của góc bẹt. Đây là một cái bài chấm hỏi. Rồi các em cùng nghiên cứu ha. Bây giờ thầy với các em cùng thực hiện bài chấm hỏi này. Rồi thầy có góc bẹt. Góc bẹt là một đường thẳng đúng không? Rồi, góc bẹt thì có số đo bằng 180 độ. Bây giờ muốn vẽ tia phân giác của góc bẹt rất đơn giản đúng không? Thì góc bẹt có số đo bằng 180 độ thì lúc này thì cái tia phân giác nó sẽ chia cái góc đó làm hai góc bằng nhau, đó là hai góc bằng 90 độ. Thì ở đây có hai cách vẽ tia phân giác của góc bẹt. Cách thứ nhất. Rồi thầy đặt thước vào tâm ô. Rồi thầy vẽ 90 độ đúng chưa? OT, tia OT chính là tia phân giác của góc XOY. Mặt khác thầy có thể đặt thước ngược xuống, thầy vẽ tia phân giác OT phẩy của góc XOY, thì hai góc này, góc XOT phẩy và góc T phẩy OY nó đều bằng nhau hết, là bằng 90 độ hết, đúng chưa? Vậy là tia phân giác của góc bẹt nó chia cái góc bẹt đó làm hai góc nhỏ, thì hai góc đó chính là hai góc vuông, đúng chưa? Rồi cái này cũng dễ ha. Rồi ta phân qua phần 3, chú ý. Thầy có hình vẽ góc XOY TOZ nằm giữa hai tia OX và OY, chia góc XOY làm hai góc nhỏ có số đo bằng 32 độ. Rồi cái quan sát nha. Rồi thầy kéo dài tia OZ trên tia đối của tia OZ, thì vẽ tia OZ phẩy đúng không? Tức là thầy kéo dài tia OZ về phía ngược lại. Rồi, tương tự hình vẽ bên đây cũng vậy, là cái hình vẽ hồi nãy lúc nãy mà vẽ tia phân giác của góc bẹt á. Thì lúc này thầy sẽ rút ra được một cái nhận xét, đó là cái phần chú ý của bài ngày hôm nay. Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó. Thì ở đây mình thấy trong hai hình vẽ, ở đây mình thấy OZ là tia phân giác của góc XOY đúng không? Thì khi mình kéo dài cái tia phân giác OZ về phía ngược lại thì cái đường thẳng đó chính là đường phân giác của góc XOY, nhớ ha, đường phân giác, nhớ nha. Tương tự đối với góc bẹt cũng vậy. Thì ở đây ta có được cái góc bẹt đó là OT, là tia phân giác của góc MON. Thì lúc này mình kéo dài về phía ngược lại ta được là OT phẩy đúng chưa? Thì cái đường thẳng TT phẩy được gọi là đường phân giác của góc MON. Được chưa? Thì ở đây mình thấy thầy nhắc lại ha. Góc XOY thì lúc này ta có được cái tia Z, Z cái đường thẳng Z Z phẩy á, chính là đường phân giác của góc XOY. Đồng thời cái hình vẽ bên đây đó là đường thẳng TT phẩy, nó chính là đường phân giác của góc MON. Rồi. Bây giờ mình sẽ tóm tắt
Đây là tóm tắt lại tất cả các nội dung của bài học ngày hôm nay. Phần 1 nhỏ, tia phân giác của một góc là gì? Thì cái này các em phải nắm ha. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai góc ấy, hai cạnh ấy, hai góc bằng nhau. Phần 2, cách vẽ tia phân giác của một góc thì lúc này mình có hai cách vẽ. Cách thứ nhất là mình dùng thước đo góc, đúng chưa? Và cách thứ hai là cách gấp giấy. Các em sẽ coi lại ở cái phần trình bày trên của thầy. Và sau đó mình sẽ rút ra được cái nhận xét ra là mỗi góc không phải là góc bẹt, chỉ có một tia phân giác thôi. Nhớ ha. Mỗi góc không phải là góc bẹt, chỉ có một tia phân giác. Và ta qua phần 3 là phần chú ý của bài ngày hôm nay. Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó. Được chưa? Nhớ lưu ý ha. Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc chính là đường phân giác của một góc. Nhớ ha. Rồi. Thì qua cái bài ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nắm được một số khái niệm cũng như là một phần chú ý về tia phân giác của một góc. Thì ở đây có một số cách để vẽ tia phân giác. Thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các em mà có thể các em chưa biết. Thì ở đây với thước Eke, nếu như mình không có tia cái thước góc, đúng không? Thước vẽ góc đúng không? Thì mình sẽ sử dụng thước Eke, mình vẫn vẽ được tia phân giác của một góc. Rồi các em chú ý ha. Rồi đây, thầy có góc XOY, người ta cho sẵn góc XOY bất kỳ. Thì bây giờ mình sử dụng thước Eke như thế nào để mình vẽ tia phân giác của góc XOY này mà không cần thước đo độ. Rồi thầy đặt thước ha. Thầy lấy một điểm từ O, lấy một điểm 2 cm. Tương tự trên tia OY thầy cũng lấy một điểm có độ dài cách tâm O là 2 cm luôn. Rồi lúc này thầy sẽ đặt thước Eke vào đây. Đó, bắt đầu thầy vẽ đường vuông góc. Rồi, tương tự thầy vẽ đường vuông góc với tia OY đi qua điểm. Thầy xác định ha. Và hai cái đường thẳng vuông góc này nó cắt nhau tại một điểm, đúng chưa? Thì lúc này thầy nối cái điểm đó với lại tâm O và thầy kéo dài ra. Thì lúc này thầy ra được là tia phân giác OZ của góc XOY. Lúc này thầy sẽ ký hiệu hai góc vào. Rồi, cách thứ hai. Rồi là cách bằng vẽ tia phân giác của một góc bằng comba. Rồi thầy có góc XOY là góc bất kỳ đề bài cho. Bây giờ mình muốn vẽ tia phân giác của góc này bằng comba thì mình vẽ như thế nào? Thì ở đây thầy sẽ lấy một cái đoạn thẳng bất kỳ, thầy đặt thước, thầy đo comba, thầy đặt comba vào, thầy đo một đoạn thẳng bất kỳ nha. Đó, rồi thầy giữ nguyên cái đợt cái comba với độ dài thầy cho bất kỳ đó. Bắt đầu thầy vẽ tiếp. Thầy vẽ một cung tròn, đặt comba tại tâm O, vẽ một cung tròn cắt hai tia OX và OY tại hai điểm, được chưa? Là khoảng cách của cái comba đó nãy là mình đã lấy sẵn trước rồi, đúng chưa? Mình giữ nguyên. Rồi sau đó cũng với cái độ lớn đó, mình sẽ đặt thước comba tại hai cái điểm mình mới vừa xác định đó. Mình cũng vẽ hai cung tròn. Thì ở đây hai cung tròn đó cắt nhau tại một điểm, đúng chưa? Rồi mình sẽ vẽ một cái đường thẳng đi qua tâm O và cái điểm mới vừa xác định, thì ta ra được tia OZ. Thì lúc này tia OZ chính là tia phân giác của góc XOY chia hai góc, chia góc lớn XOY làm hai góc nhỏ O1 và O2 bằng nhau ha. Đó là mình sẽ có được các cách vẽ tia phân giác của một góc. Rồi, cái bài học ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây là kết thúc. Thì trước khi kết thúc, thầy có một số cái dặn dò sau đây. Đó là các em phải làm bài tập trong file bài tập và gửi hình chụp bài giải về mail hoặc Zalo của giáo viên bộ môn. Câu nào không biết thì chúng ta có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên hoặc là có thể mình chừa trống để mình hỏi sau. Hạn chót nộp bài là ngày 25 tháng 4 2020, và sau đó các em sẽ theo dõi bài sửa vào đầu tuần sau. Rồi, bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Thầy xin chào các em, tạm biệt các em.